Rồi em chào tất cả anh em ơi, em chào tất cả anh em bà con mình trên mọi miền Tổ quốc ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đức Thắng anh em. Này em lên tiếp cho anh em con máy xăng này, Jaguar Mitsu này, em nghĩ chắc này Mitsu. Công tắc này Mitsu anh em. Mitsu 7 ngựa 5 GM231. Tình trạng là anh thợ này anh mới lau bóng cháy luôn. Anh chăm sóc giống như là chăm sóc người yêu vậy anh em. Anh lao bóng máy này là nguyên zin nha nè, có cái thùng xăng, cái thùng xăng của nó ở đó trên thùng thuyền hay thùng gì em không biết nữa, nhưng mà nó không còn thùng xăng. Có gì chứ? Dạ, dạ đợi em con tiếng nha. Con chỉ chống không? Con chỉ chống không? Con vô kêu anh chỉ nha, chú giới thiệu cho bà con mình sơ sơ chút. Rồi để em quay ngoại hình nó cho bà con anh em mình xem ha. Vậy ra con em nó hù. Cái này là nguyên zin nha anh em. Nói chung là đem về là bu ly là nó nguyên zin. Ở đây tụi em hoàn toàn không có can thiệp nha. Cái bu cũng bu độ nè. Ốc thị gì. Nhưng mà cái này lúc trước nó nằm trên cái, anh nhớ là cái gì lâu quá hết nhớ chính xác rồi. Vàng sứ gì thì phải. Ốc là nguyên zin 7 màu hết luôn. Cái này ngoại hình hơi xét. Còn cái áo thì áo trắng. Cái thùng này thì thùng em thay rồi nha. Thùng nó thay rồi, còn bình xăng gì là ghim tắt còn tặc hết nha anh em. Cái này cái bô thường thường, nếu mà cái bô này em nhớ là đa số là gắn đầu máy xới hút bụi này. Lọc bụi vô có mão nè. Tiền trạng máy gì đây, em nhìn vô đây em hiểu gì chết liền quá. Chữ Việt em nhìn còn có chữ đọc được, chữ không chơi nguyên vàng chữ Nhật này em bó tay luôn. Lấy luôn. Này, giữ này chắc chạy năm hư quá. Năm quăng năm hư. Nhưng mà nguyên zin hết nha anh em. Còn cái này thì em thấy nó để là 0.2 15 lít. Chắc cái này nhớt mình đổ 2 lít 15 quá. Nhưng nhớ bình thường máy này đâu đổ nhất nhiều dữ vậy ta. Nhưng mà em giới thiệu cho anh em thì sao em nói vậy ha. Máy này nó nguyên zin gì nè. Cái này cút xéo tôi chậm. Cái này anh em về gác trên mấy cái, cái gì mà cần tải nhiều không thôi bà con mua về chạy vỏ này bá cháy luôn á. Chạy vỏ chạy ga thì mấy dòng này nó bền lắm nè. Nếu mà mấy mấy bãi bển về thì anh em xài rất là lâu, 5-7 năm là chuyện bình thường. Rồi nhờ con trai test dùm cho bà con cô bác mình nghe. Ốc xả nhớt bà con nhìn nè, nhìn đúng rồi. Con có để chạy cho bà con mình ơi. Để em nẹt cái này cho bà con mình nha. Nó dùng này chạy trâu luôn. Em bị ác được chứ. Con tắt con giật lại cho bà con mình nha. Cái này ai mà có sức sức dám nghĩ gặt bu ly nó chạy anh em. Đó, chạy gì đó. Máy thì em bao zin cho anh em mình hết ha. Em bao zin tất tần tật. Chỉ có thùng xăng này nè. Thùng xăng là thùng xăng lô ha, nó rõ thùng xăng lô, thùng xăng mẫu, xăng composite. Còn máy móc thì nguyên zin. Rồi chú ăn cơm rồi. Cái này em bán cho bà con là 4 triệu ha. Còn phí ship cái máy này là em tính anh em là 200 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Thì anh em nào cái phương thức thanh toán bên em thì hôm nay em cũng có nói rồi là mình cọc dùm em trước 200 ngàn tiền phí ship, phần còn lại thì khi shipper giao hàng tới thì anh em nhận rồi thanh toán ha, không đúng hàng thì trả lại. Rồi em sẵn đây em cũng cảm ơn anh em rất là nhiều ha, hôm qua nay được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con, em nói thiệt là không biết vui sao luôn á, rất là mừng. Và còn anh em hoặc là bà con cô bác nào muốn cập nhật những cái sản phẩm bên em
bán thì vui lòng vào kênh Điểm Sắt Đến Thắng đăng ký giùm em ha. Mỗi lần em có cái sản phẩm nào em đăng lên thì bà con được mình có thể mình nhìn thấy, hoặc là mình lựa chọn cho mình một cái máy, hoặc là những cái sản phẩm mà bên cửa hàng em đang bán ha. Rồi em cảm ơn bà con rất nhiều bà con ơi.